Chào các bạn một ngày mới tốt lành. Người ta nói rằng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nó ngộ lắm các bạn. Cái cây minh hoàng này nè, là mình chiết cái mẹ kia, cái mẹ này nè. Mà thấy không? Đó, cái cây mẹ của nó đó. Thì mình chiết ra được 6 cây. Mà ngộ lắm các bạn, nó chiết ra rồi. Thì nó bị đột biến. Cái cây này thì nó phát triển bình thường. Ngộ thiệt. Nè các bạn thấy không? Cái bông này thì nó bình thường. Nè mình chiết ra nè. Đó. Mà cái em này nè, nó lại bị đột biến thì sao mình cũng không biết nữa, mà nó nửa vàng nửa đỏ. Ồ, tiếp lâm thiệt. Đó, các bạn thấy không? Nè, bông nữa nè. Ồ thiệt hả chứ. Mình không hiểu nổi luôn á. Bạn thấy không? Đó. Cái bông nó dày. Thì các bạn giải thích làm sao? Hai cây kiết cùng một thân mẹ. Thằng thì ra đầy. Thằng thì ra dày. Ổ thiệt. Chú Lâm không biết giải thích như thế nào. Nó đột biến gì kỳ vậy? Có một cái anh bạn anh nói rằng là cái cây là do cái chế độ phân rồi chế độ chăm sóc thì cũng đúng, cũng có thể là do một cái chế độ chăm sóc, do cái chế độ phân như thế nào đó là tự nhiên nó bị đột biến. Nói chung mình chơi nhiều thì từ từ rồi mình rút kinh nghiệm rồi mình sẽ học hỏi được nhiều, chứ nó có nhiều cái mình phải từ từ mình tìm hiểu để mình mới giải thích các bạn được. Chiếc thì chiếc cùng một ngày một giờ, cùng một anh một em một mẹ một cha, mà thằng là thế này, thằng là thế này, thằng này thì lại vàng rồi sọc hồng toàn bông luôn, thằng này thì bông đốm điểm vàng. Ngộ thiệt, không hiểu nổi luôn đó. Là anh bị đột biến, mình nghĩ là chắc do cái rễ này. Do cái rễ này bữa trước anh bị úng, anh bị thúi xong cái rồi mình chữa lành lại. Thì các bạn thấy nè, mình nghĩ chỉ có vậy thôi à, chứ còn phân thì mình bón giống nhau. Rồi ảnh bị ấy rồi ảnh bị thúi xong cái mình trị bằng băng cô dép ảnh lại. Lại giờ anh ra có cái rễ đẹp không các bạn? Đó. Mình nghĩ chỉ có vậy thôi à. Chứ hai thằng thì ghép giống nhau hết mà có gì đâu. Chiếc cũng giống nhau, trồng thì cũng giống nhau, phân phí thì bốn y chang nhau. Mình cũng không hiểu nổi luôn á. Cũng có thể là do cái chế độ mình chăm sóc á, phân thuốc này kia cái nọ các bạn. Rồi nó tự nhiên nó đột biến. Giống như bữa trước mình làm cái clip á, mình nói là bông ghép nhiều, một cây ghép nhiều bông sẽ bị đột biến. Thật sự mình nói là để mình chia sẻ thôi, chứ còn cũng có nhiều cây nó không có đột biến. Rồi có anh bạn anh comment vô anh mới nói là có thể là do cái cách ghép, rồi do cái ghép F1, F2, F3, F4 gì đó, nói chung nó rối lắm. Rồi do phân chất chăm sóc phân thuốc, thì mình nghĩ cũng đúng. Cũng có thể là do cách chăm sóc phân thuốc hay là do trong một cái thời kỳ nào đó thì nó bị trải qua những cái biến cố rồi nó bị đột biến. Thì chứ không phải là cây nào mà mình ghép nó cũng bị đột biến. Mình nói vậy thì ảnh mới phản hồi vậy. Mình hiểu cái điều đó, nhưng cái điều nói là để có cái chuyện nói tâm sự với các bạn thôi. Chứ còn mình chơi nhiều thì mình rút ra kinh nghiệm, mình sẽ biết những cái gì nó xảy ra. Chứ đâu có hoàn toàn mà cứ ghép cây nào rồi một cây nó nhiều màu thì nó bị đột biến đâu. Mình hiểu cái điều đó chứ. Nói như hai cái cây này nè, các bạn nghĩ đi. Kiết ra cùng một mẹ một mẹ, trồng cũng giống nhau, trồng hai cái ly này nó cũng giống nhau, rồi cách cái chất trồng cũng giống nhau, rồi cách chăm sóc thuốc men cũng giống nhau, mà nó đột biến là nó đột biến thôi chứ đâu có biết trước được. Nó là như vậy. Thôi buổi sáng mình thấy cái lạ, mình chia sẻ với các bạn tí niềm vui trong ngày để làm quà, chúc các bạn một ngày mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người.